Đi ví dụ một ngày nào đó bạn gái em nhõng nhẽo với em thì lúc đó em sẽ làm cái gì? Anh ơi mệt quá, anh ơi ẵm em đi, anh ơi em muốn uống nước, ví dụ vậy. Anh ơi em nhớ biết đâu tương lai sẽ có. Biết đâu tương lai sẽ có. Thì lúc đó em sẽ làm gì? Thì chiều cô ấy tí. Chiều là chiều sao? Thì cô ấy xa mà cô nói là anh ơi anh em nhớ anh quá à, nay em đang bệnh, rồi em làm gì? Xem cái mức độ bệnh nào em chạy lên thôi. Trời ơi, người ta nhõng nhẽo, nhiều khi ta không có bệnh nhưng mà người ta nhớ, người ta nói người ta bệnh rồi sao? Em những cái đó em hay nói lại là anh cũng nhớ em. Rồi, xin chào mọi người. Bây giờ là chàng trai đã xuất hiện trước giờ, nãy giờ cũng hơi lâu rồi ha. Em cảm giác như thế nào? Hồi hộp chị. Hồi hộp ha. Bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài và sẽ mời bạn gái của em trong chương trình ngày hôm nay vào đây để chúng ta trò chuyện. Ở dưới tường ít phút nha. Dạ. Rất là xíu. Rồi, hai bạn đã vào vị trí của mình rồi. Xin mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Rồi, chào em gái. Hai bạn dễ thương quá. Hai bạn sẽ giới thiệu về nhau cho đối phương nghe. Và người ấy đang ngồi cách nhau qua một trái tim như thế này. Mình nói lớn một chút xíu cho bạn mình có thể nghe được nha. Dạ. Rồi em gái giới thiệu trước như nè. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam. Em tên Huỳnh Thị Tình. Em sinh năm 1990. Quê em ở Bình Định và hiện tại là em đang làm ở Bình Dương. Và làm nhân viên kế hoạch sản xuất. Kế hoạch sản xuất? Dạ. Sản xuất cái gì em? Dạ công ty em sản xuất về gậy đánh gôn đó chị. Gậy đánh gôn? Dạ. Em làm là bên kế hoạch sản xuất ha. Dạ. Rồi mời em. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Duy Giới, em sinh năm 1990. Em là làm về công việc gì? Em là làm bên xuất nhập hàng. Em đến từ Hà Tĩnh, hiện đang làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Đồng Nai, Đồng Nai đoạn nào? Coi thử coi Đồng Nai, Bình Dương có gần nhau không? Không biết bạn nữ ở đoạn nào Bình Dương? Dạ em ở ngay dòng xe An Phú ạ. Dòng xe An Phú. Biết không? Biết thì... Bao nhiêu cây cách đi qua, rồi em đi qua đó bao lâu? Hai mấy cây. Hai mấy cây thì cũng gần. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em điểm mạnh của em là thể thao, thích đi du lịch. Điểm yếu chắc là hơi rụt rè. Tự tin lên một chút xíu nữa. Vâng. Còn em gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ em chắc điểm mạnh điểm yếu của em chính là thẳng tính. Em khá thẳng tính. Với lại điểm yếu của em là em hơi hậu đậu một xíu. Hậu đậu? Hay là làm đâu đó đổ vỡ hay là hay quên hay là như thế nào? Dạ không, làm thì không đến nỗi đổ vỡ. Nhưng mà đồ em thì em hay để chỗ cố định, tại em để lung tung em hay quên. Về tình trường? Tình trường nói là mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. Em chỉ thời đi học em có một mối tình đơn phương thôi. Còn khi đi làm thì cũng quen, cũng nói chuyện. Nhưng mà em chỉ quen nói chuyện khoảng thời gian khoảng tháng. Mình cảm thấy mình không hợp. Mình nói thẳng ra không hợp thì mình làm bạn dễ hơn. Nhưng mà mấy tuổi mà chưa có mối tình nào thì mình có nghĩ là mình khó tính quá không? Hay là em có suy nghĩ ra cái nguyên nhân tại sao mà mình chưa có bạn trai không? Thì cũng nhiều người nói em kén chọn. Nhưng mà em thấy em có ai đâu kén chọn. Lúc em đi học thì... ba mẹ nói rồi đi học thì lo đi học đi cấm đoán. Nhưng mà khi mà em ra trường á, bạn bè mình không có nhiều, mà em làm trong văn phòng thì mấy chị toàn là lập gia đình thôi, nên thời gian rảnh không làm gì thì thôi thì lao vào công việc. Nói chung là do hoàn cảnh đưa đẩy. Em ấy còn trong trắng thiên nguyên, chưa có một mối tình nào. Tao nghe đến đây là em cảm thấy như thế nào? Cũng hơi khó tin nhưng mà... Đó, gì đâu khó tin, bình thường. Chị Tường làm mai mối cho nhiều cặp đôi lắm rồi. Cũng có rất là nhiều bạn gái mà hai mấy ba mươi tuổi chưa có một khoảng tình dắt dài. Rồi, thế còn em? Em cũng được ba mối tình. Ba mối tình? Gần đây nhất thì chia tay được hơn 3 năm rồi. Quen bao lâu mà chia tay? Quen được hơn năm. Lý do tại sao chia tay mình? Do khác tôn giáo á. Còn bây giờ em có yêu cầu gì tôn giáo gì ở bạn gái không? Em thì sao cũng được. Em đạo gì? Dạ em không theo đạo. Không theo đạo được không? Không có đạo gì hết. Dạ em. Vậy khỏe vậy, ha. Vậy là yên tâm. Mẫu người lý tưởng của em? Một người lý tưởng cao tầm 1m55 trở lên. Ok, gì nữa? Da thì không cần trắng lắm. Ok luôn. Nói chung dễ nhìn là được, em dễ chọn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích thì xăm hình. Có không được. Em không có. Ở ngoài thì không có đó, ở trong thì chị không biết. Nói chung xăm chỗ nào kín mình em xem được rồi. Còn em? Dạ mọi người lý tưởng của em chỉ cần cao hơn em một xíu là được. Được. Không gia trưởng. Có gia trưởng không? Không vậy. Người miền Trung.
gia trưởng á. Có một tí nhưng mà không có nhiều. Thật ra người đàn ông thì cũng nên có một chút gia trưởng em. Tại vì trong gia đình ví dụ như hai bên cứ tranh cãi hoài thì phải có một cái người đưa ra quyết định cuối cùng. Chứ nếu không, không lẽ rồi không có ngã ngủ, đúng không? Một chút thì được. Gia trưởng quá em sợ lắm. Đúng rồi. Với lại em cũng thích độc lập quen rồi nên cái gì mình cũng thích tự do thôi. Phụ nữ không thể nào mà lấy chồng xong ở nhà, gia đình. Nói chung là đàn ông ra ngoài được thì phụ nữ cũng ra ngoài được. Thì mình làm sao mình ra ngoài làm ăn phụ hỗ trợ cho chồng cũng phải cải thiện kinh tế. Em nghĩ bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? Nói chung trong năm nay thì càng sớm càng tốt. Trong năm nay có chuẩn bị được gì chưa? Cũng sơ sơ rồi chị. Sơ sơ. Em điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ thì bạn trai không chung thủy nè. Nhậu thì có thể nhậu một ít thôi, không nên nhậu lầy quá. Đôi lúc mà em hay ngang tính thì nhường nhịn em một xíu. Một chút xíu trò chuyện chúng ta có thể suy nghĩ đi. Bây giờ mình hình dung và mình đoán thôi. Mình đoán cái người bên kia là người như thế nào. Đâu cho Tường xem những bức hình của các bạn chuẩn bị. Để tôi duyệt qua trước. Tôi đoán nổi không? Ai tắm thôi đoán được rồi. Đây. Ít người cho nên dễ đoán. Trời đất. Một tắm một. Cái này em bỏ tay. Xin mời bạn gái hãy cho ba cái đặc điểm của mình để cho bạn trai có thể nhận dạng. Dạ em có đeo kiến. Có đeo kiến. Gì em khóc? Hay cười. Hay cười. Và tóc ngang vai. Đoán ra rồi chị. Tóc gì? Tóc ngang vai. Tóc ngang vai. Em đoán ra rồi chị. Rồi. Mời em cho bạn này ba cái nhận dạng. Mặc áo trắng. Áo trắng. Người cao hơn tất cả. Cao. Ta cho cái đặc điểm gì mà khó khó một chút. Nhìn vô cái biết liền còn gì nữa. Nhìn vô biết rồi chị ạ. Nhận ra chưa? Dạ rồi. Đâu? Ảnh đâu? Một người ở chính giữa. Đây đứng một bên. Rồi. Còn em? Người ngoài cùng á. Hay quá à. Đeo kiến. Có một mình cổ đeo kiến à. Mà cổ kêu người ta lựa người đeo kiến thì... Có hai người. Hai người. Người kia lớn tuổi quá nên em nhìn vô cái mặt là biết liền rồi. Thì giống như em cho bạn nữ đó. Áo trắng. Cao nhất. Thì cứ ba em cao nhất thì nhìn tôi thấy rồi. Hai bạn này cũng được. Bây giờ mình sẽ mở cửa trái tim ra ha. Xin mời hai bạn, chúng ta sẽ được trực tiếp trò chuyện với nhau khi cánh cửa trái tim này được mở ra. Cảm nhận của hai bạn như thế nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy nhau? Quá là... tuyệt vời chị ạ. Quá tuyệt vời. Mình đoán đúng rồi phải không? Vâng, đoán đúng. Quá dễ dàng luôn. Còn bạn gái? Em cũng đoán đúng rồi mà. Nhưng mà có tuyệt vời gì không? Hay là thấy ổn không? Được mấy điểm? Sơ bộ là được mấy điểm? Chân cũng giống như em tưởng tượng. Nói chung là thiện cảm là đúng như em mong muốn. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn cùng nhau ăn trưa. Mình vừa ăn trưa mình vừa trò chuyện nha. Xin mời hai bạn ha. Đây là phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food Ship thức ăn nhanh. Ở bộ combo này nó gồm có là gà tốt mật ong nè, rồi kimbap truyền thống và trứng cuộn ngũ sắc. Ăn no được cho cả hai người mà giá thì rất là sinh viên. Bây giờ mời hai bạn, nhìn hấp dẫn quá ha. Nhưng mà ăn cũng phải nhớ trò chuyện tâm sự với nhau nha. Rồi chị Tường sẽ quay lại trong ít phút nữa. Mời hai bạn cứ tự nhiên trò chuyện. Chắc đói giờ ăn ngon. Anh ở Đồng Nai là ở đoạn nào? Anh ở cuối của Biên Hòa. Sát đường đi Vũng Tàu á. À, ngay đường bọt sữa Long Thành á. Ở dưới đó luôn hả? Em có hay đi. Em hay đi dưới không? Cho anh dưới không? Dạ em có bác ở dưới đó. Bác hả? Ở dạ. Đoạn nào? Dạ chỗ Avatar chạy lên một xíu. Đó là thành phố Biên Hòa. Dạ đúng rồi. Anh có hay về quê không? Anh Tết anh hay về. Từ năm về là ngoài quê bố mẹ cũng già rồi. Năm nào có anh em về. Em ở Bình Định. Dạ đúng rồi. Em có sợ yêu người cùng tuổi không? Không, bình thường mà. Đúng ý của anh vậy. Anh có quan điểm sống thử không? Sống thử à? Thật đã từng. Nhưng mà không đến mức lấn quá sâu. Em thì chả có quan niệm đó. Nói chung em cũng khá thẳng tính. Nói chung được là được, mà em không được là em không được. Nhiều lúc thẳng tính quá nên em bé tới bây giờ đấy. Ôi giời ơi. Em cảm ơn. Có vẻ anh còn nhát hơn các em nữa nhỉ? Anh nhát lắm. Nhưng mà người lạ, còn người quen thì cũng mạnh dạn lắm. Nói chung mà em hợp câu thì em mới nói chuyện. Nói chung mà cảm thấy nói chuyện hợp thì em sẽ nói chuyện nhiều. Còn cảm thấy không nói chuyện hợp thì em khỏi nói luôn. Ôi, sao rồi, sao rồi, đồ ăn của mình ngon không nè? Ngon chị.
Ngon ha. Đói ăn cái gì cũng ngon. Nè, bây giờ mình chơi một trò chơi được không? Bây giờ trên tay chị Tường là sẽ có những cái yêu cầu, những cái lá thăm. Mình sẽ mỗi người bóc một lá, trong này nó yêu cầu cái gì mình sẽ làm cái đó. Dạ. Dám không? Dám. Dám gì đâu dám. Dám mà. Dám thôi mình nằm trước. Em chọn màu đỏ đi. Màu đỏ đi. Bạn sẽ làm gì khi người yêu nhõng nhẽo và làm nũng với bạn? Cái này chắc em nhõng nhẽo luôn quá. Lắm rồi. Tùy vậy. Làm sao mà cổ vừa ý mới được á. Em có hay nhõng nhẽo không? Dạ em không có nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo hả? Dạ em thẳng tính quá em không có nhõng nhẽo. Em cũng vậy chị. Nhưng mà cái yêu cầu người ta vậy, vậy em thử tưởng tượng đi. Ví dụ một ngày nào đó bạn gái em nhõng nhẽo với em, thì lúc đó em sẽ làm cái gì? Anh ơi mệt quá, anh ơi ẵm em đi, anh ơi em muốn uống nước, ví dụ vậy. Anh ơi em nhớ biết đâu tin này sẽ có. Ừ, biết đâu tin này sẽ có. Thì đó em sẽ làm gì? Thì chiều cô ấy tí. Chiều là chiều sao? Thì làm vừa lòng cô ấy lúc đó. Cô nói là cô ở xa mà cô nói là anh ơi anh em nhớ anh quá à, nay em đang bệnh. Rồi em làm gì? Xem cái mức độ bệnh nào em chạy lên thôi. Trời ơi, người ta nhõng nhẽo, nhiều khi ta không có bệnh nhưng mà người ta nhớ, người ta nói người ta bệnh rồi sao? Thì lúc đó phải hỏi kỹ đấy chị. Ừ, phải tìm hiểu kỹ. Bạn gái nhõng nhẽo là nhõng nhẽo thôi, nhõng nhẽo mà còn tìm hiểu kỹ nữa. Tính như em những cái đó em hay nói lại là anh cũng nhớ em. Thôi tới bạn gái đi. Ráng nhõng nhẽo với ảnh nhiều nhiều xíu nha. Tập vợt cho ảnh cho anh về anh dĩ ga lăn lên chút xíu nữa. Bạn đã từng khóc vì ai chưa? Nếu có, vì đó là ai? Chưa. Nếu mà nói yêu mà để khóc thì em chưa khóc vì ai cả. Nhưng mà trong công việc em khóc nhiều. Ai vậy? Khóc vì ai vậy? Ông nào? Sếp chửi. Sếp nam hay sếp nữ? Dạ sếp em sếp nữ. Cô chưa có mối tình nào hết, lấy đâu mà cô khóc với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ biết đâu sau này em sẽ khóc. Thôi được rồi, một chút xíu đó cho vui thôi. Bây giờ là cái giờ phút quan trọng. Hồi nãy giờ chúng ta chia sẻ nhiều rồi. Bây giờ chúng ta hãy lắng động lại. Hãy ngẫm nghĩ lại xem hiện tại bây giờ trong lòng mình đang nghĩ điều gì để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Bạn trai em muốn nói gì nữa không? Anh muốn hỏi là nếu một tuần hẹn nhau được khoảng mấy lần thì... Anh có thể chạy từ Đồng Nai lên Bình Dương được mấy lần? Nếu vì em anh sẽ chạy lên. Anh lên mấy lần thì có thể mấy lần. Công việc của anh thì cứ 3 giờ rưỡi chiều là anh hết giờ rồi. Rảnh là anh chạy lên. Vậy là anh phải đợi em dài dài. Tại công việc em tới 5 rưỡi chiều em mới xong. Thì anh xong anh về, ví dụ anh tắm rửa rồi anh đi lên em là vừa đợi em ra đón em rồi đi ăn đi chơi luôn. Quá hợp lý rồi. Được. Bạn gái hiện tại giờ em cảm nghĩ như thế nào? Anh này thì khá hiền nhưng mà nhát quá. Chị cho em một cơ hội nữa nè, em hãy đứng lên nắm tay cô gái ấy, hai người nắm tay nhau để cảm nhận, nhìn thẳng vào mắt nhau để chúng ta quyết định. Cho anh nắm tay. Mềm lắm chị. Rồi hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Các bạn sẽ nhắm mắt lại và chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu như hai bạn cảm thấy mình thật sự rung động, mình nghĩ rằng là cái người đối diện của mình có thể là một nửa mình đang tìm kiếm thì mình bấm nút. Nếu như mình không rung động, mình không bấm nha. Bấm hay không là tùy thuộc vào các bạn. Nhưng bấm nút là để hẹn hò, tìm hiểu về tình yêu, để tiến tới hôn nhân, chứ không phải chỉ bấm nút để mà vui chơi. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. 1 2 3. Wow, hai nửa trái tim cùng sáng lên cùng một lúc rồi. Như vậy thì mời hai em đứng về một phía. Chúc mừng hai bạn ha. Ngày hôm nay hai bạn đã chính thức trở thành một cặp, hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn nam hơi nhát, bạn nữ nói là hơi nhát. Mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn một chút xíu để cho cô ấy có thể là yên tâm, là một cái bờ vai vững chắc nhá. Hiện giờ em cảm thấy trong người như thế nào? Chung hơi rung. Hơi rung. Hãy tự tin lên để rung hơn cả em nữa. Đúng rồi, để cho em bảo vệ cho cô ấy. Chị Tường gửi tặng cho hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim đến từ cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Hai bạn có thể đến đây để lựa chọn những bộ phim mà mình yêu thích để cùng thưởng thức với nhau. Ngoài ra Tường còn gửi tặng cho hai bạn, đây là một cái voucher giảm giá 30% tại chuỗi nhà hàng Aori Ramen. Đây là một cái không gian rất là ấm cúng để các bạn có thể ăn uống và chuyện trò với nhau. Một nơi để dẫn gia đình của mình hoặc là bạn bè của mình đến đây vui chơi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn chương trình. Rồi, kiểu của anh ấy là anh không thể hiện cái tình cảm đó với em cho những người ngoài biết. Mà em sợ nhất là đàn ông lăng nhăng. Nói một lần thôi là mình tự sửa. Em thấy ít người nào mà nói một lần nghe lắm chị. Trời ơi.
Xin chào bạn trai. Nãy giờ chờ đợi mình bị che mặt lại chắc cũng khó chịu trong người lắm đúng không? Dạ. Cảm xúc của mình bây giờ như thế nào? Dạ, hơi hồi hộp một chút ạ. Hơi hồi hộp một chút. Bây giờ hãy đợi thêm 30 giây nữa thôi là bạn gái của mình trong chương trình hôm nay sẽ xuất hiện nha. Dạ. À, đây là ghế rồi, còn nhầm ghế. Hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra rồi đó. Thoải mái hơn rồi ha. Bây giờ hai bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi. Mời em trai. Chào chị Cát Tường, xin chào người bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em là Thái Văn Nguyên, hôm nay em sắp tròn 32 tuổi. Sắp tròn 32 tuổi. Em đến từ Nghệ An, hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở Định Quán, Đồng Nai. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên trung tâm phát triển quỹ đất, bên đền bù giải tỏa. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị. Dạ, chào anh cùng bàn. Dạ. Em tên là Như Mai, năm nay em 25 tuổi. Em đang làm việc và sống tại Biên Hòa. 25 tuổi, đang sống ở Biên Hòa. Quê mình ở đâu? Quê gốc của em ở Hải Phòng. Quê Hải Phòng. Vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào từ lúc 2 tuổi. À, coi như là từ nhỏ tới giờ. Dạ. Hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Dạ. Bên là nhân viên ngân hàng, bên là giải tỏa ha. Biên Hòa với Định Quán, em có ngại đường xá xa xôi không? Không, em không ngại đâu. Tức là mình mà có vì cái tình yêu mà mình đến nhau thì cái nó đúng bình thường. Rồi, dạ. Đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em là người quan tâm người khác, là biết lo lắng cho người thân, uống thuốc. Về điểm yếu của em thì tức là hơi nhút nhát, hơi nóng tính một xíu. Gái? Dạ, điểm mạnh của em là người có tinh thần trong công việc. Thẳng thắn trong công việc. Em biết nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Em thích hát và thích vẽ lung tung. Dạ. Thích hát và thích vẽ. Dạ. Ok, bây giờ để thay đổi không khí, em có thể hát tặng bạn trai một bài hát, một đoạn nào đó cho nó vui. Em xin tặng chị với lại bạn nam một đoạn của Nàng Quan Họ Bắc Linh. Nàng Quan Họ quê tôi, tháng riêng mùa hát vội, những đêm trăng hát vội, con sông cửa làng bao xanh, ngang lưng làng Quan Họ xanh xanh. Làng Quan Họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đều ngọn gió, nón quay thao người ơi, nón quay thao như nói gì người ơi. Dạ, cảm ơn. Đó là những cái điểm mạnh điểm yếu của mình. Thế còn về tình trường thì sao? Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em đã trải qua một mối tình duy nhất. 32 tuổi chỉ một mối tình thôi. Mối tình kéo dài được bao lâu? Dài hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, đây là khoảng cách hơi xa. Hồi đó thì em thì ở Nghệ An mà người kia thì ở Hà Tĩnh. À, vì khoảng cách địa lý nên phải chia tay. Sao cả chục năm nay em cũng không quen được ai? Em cũng quen thôi nhưng mà vài ba tháng thì mình chưa gặp người là để làm với mình. Là cái duyên vẫn chưa gặp người đúng ý để mình có thể tiến xa được. Vậy còn em? Dạ, em cũng có một mối tình thôi chị. Là mối tình hồi đó là hồi em học đại học, cũng quen nhau được gần một năm. Kiểu của anh ấy là anh không thể hiện cái tình cảm đó với em cho những người ngoài biết. Giấu giếm. Dạ. Cái cảm nhận của em là anh ấy có người khác rồi. Đúng rồi. Em đừng chủ động chia tay trước. Sau đó thì em, tụi em học về mạng ngân hàng á, đa số là nữ nhiều, ít nam. Đa số là mấy anh đã có gia đình. Thế em muốn tìm cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Là một người phụ nữ biết quan tâm và lo lắng cho gia đình, thoải mái vui vẻ, dễ hòa đồng, dễ chia sẻ với người chồng của mình. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì tóc cả ngang lên dưới, không cắt ngắn quá, tóc xoăn. Tóc ngang lưng, đừng ngắn quá. Về khi ăn mặc thì không lè loẹt. Không lè loẹt. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nói nhiều mà càm ràm. Tôi đàn ông nào tôi hỏi cũng nói là không thích càm ràm, thích nói nhiều. Mà tôi nói thiệt, phụ nữ 10 người hết 9 người nói nhiều, 9 người rưỡi luôn là nói nhiều với càm ràm rồi. Nói một lần thôi là mình tự sửa đó. Nói một bạn trai ai cũng nói, em nói một lần thôi được rồi. Nói một lần mà không chịu sửa thì ta phải nói hoài chứ. Em thấy ít người nào mà nói một lần mà nghe lắm chị. Trời ơi, lì lắm. Nói hai ba lần mà nghe nữa. Chưa chịu sửa nữa. Em mẫu người bạn trai lý tưởng của em như thế nào? Có trách nhiệm với công việc của mình trước. Yêu thương gia đình. Đầu tiên là gia đình của bạn ấy. Bạn ấy yêu thương gia đình bạn ấy thì bạn mới có thể quan tâm đến gia đình của mình sau này. Về chiều cao thì anh ấy cao tầm 1m6 trở lên thôi. Chiều cao của em cũng hơi khiêm tốn, hơi cao cao ốm ốm. Mắt mũi đầy đủ miệng được. Đương nhiên phải mắt mũi đầy đủ chứ sao? Em không thích có dâu quay nón. Không thích dâu quay nón. Dạ. May quá, ảnh nhiều lắm, anh mới cả.
Thì tại vì thì quan điểm của em thì râu qua nón thì cũng thấy là đàn ông ấy, nhưng mà thứ ba em nói là thường hay lăng nhăng ấy, mà em sợ nhất là đàn ông lăng nhăng. Đây, với những gì em yêu cầu, xin mời em hãy lựa chọn một chàng trai trong này. Xin mời hai bạn hãy cho nêu cho đối phương ba cái đặc điểm ngắn gọn, xúc tích, khó khó một chút để ta chọn mình. Em hãy nói trước đi. Phong cách lên nó trẻ trung. Phong cách trẻ trung. Cao tầm khoảng 1m6 đến 1m65. Hay cười. Hay cười. Mời em đó, cho ảnh ba cái gợi ý. Hay cười, tóc đen, dáng người em cũng hơi mũm mĩm. Hơi mũm mĩm. Rồi lựa đi. 30 giây cho các bạn lựa chọn. Coi cho kỹ nha. Tìm ra chưa? Rồi, bạn hãy giữ nguyên hiện trạng đó. Để lên một chút xíu nữa Tường sẽ mở cửa trái tim ra để bạn tự kiểm tra mình có đúng hay không. Rồi, hay quá, chúc mừng hai bạn. Hai người này hay. Đến giờ xin mời các bạn hãy xem thử coi cái cảm giác của mình có đúng hay không nha. Có mấy ba tặng em. Em cảm ơn. Hey, dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Em nha. Tại sao bao nhiêu 2, 4, 6 cô gái này sao em đoán ra được cổ hay vậy? Em nghe bạn hỏi là hơi thấp mà muốn biến hay à, cười. À, hơi thấp bụng miệng hay cười ha. Còn bên đây, sao mà ba mấy anh nó giống hệt y chang nhau chiều cao luôn mà em nhận vậy? Anh ấy bảo là phong cách của anh nó hơi trẻ trung. Thì em nhìn ba hình hình của anh nó trẻ trung nhất. Quá tuyệt vời. Rồi, như vậy thì một số những cái thông tin cơ bản thì chúng ta đã tìm hiểu trao đổi nãy giờ. Các bạn sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau và cùng nhau thưởng thức một buổi ăn trưa rất là ngon ngay tại đây. Bây giờ thì Tường mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau và cùng trò chuyện ha. Món ăn của hai bạn ngày hôm nay rất đặc biệt nha. Đây là một phần combo set chín bán cực kỳ chạy của No Food, ship thức ăn nhanh. Set này bao gồm có gà túc mật ong nè, kimbap truyền thống nè và trứng cuộn ngũ sắc. Ăn no được cho hai người nhưng mà giá cả thì rất là sinh viên. Rồi mời hai bạn thưởng thức nhưng đừng quên là tâm sự nha. Vừa ăn thật ngon vừa tâm sự. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Từ chỗ anh lên Biên Hòa em khoảng bao nhiêu cây nhỉ? 80 cây. 80 cây. À, vậy anh có ngại đi xa không? Nếu mà lâu nhất là khoảng 1 tháng là anh lên một lần. Dạ. Anh làm ngân hàng gì? Em làm bên Vietinbank. Vietinbank. Dạ, gia đình anh là mình có mấy người ạ? Gia đình anh có tức là 4 anh em. Dạ. Anh là đầu. Cuộc sống bình thường thì em ghét nhất điều gì? Cuộc sống bình thường em ghét nhất là ai mà lôi thôi mà bài bừa ra là em không thích. Tức là người là gọn gàng đúng không? Đúng rồi, em thích người gọn gàng sạch sẽ. Em có thích hay đi ra ngoài hoặc là du lịch là đi phượt thì không? Em thích đi phượt lắm. Em thích đi không? Mình có thể đi đi bằng xe máy. À, đi đâu xa chưa? Đi xa thì nếu đi xe máy thì tụi em chỉ có đi Vũng Tàu với lại đi Đà Lạt thì có đi. Anh thì mình 32 tuổi thì khi nào mình muốn lập gia đình? Anh lớn tuổi rồi mà mới suy nghĩ lập gia đình có cách đây 2 năm trở lại đây à. Do ba mẹ anh em nói nhiều mà dự định công việc thế mọi thứ không ổn định nữa. Nên mình muốn tìm trong năm luôn. Anh ghét mẫu người con gái như thế nào? Con gái thì anh thích ăn mặc loài loẹt, thân móng tay móng chân mà các màu á. Anh em thì em không sơn móng tay móng chân rồi. Thân cũng được cho bao nhiêu, thân được một trắng này được. Em thì em lại không thích những cái mỹ phẩm nó nhiều. Dạ. Em sinh năm 94 hả? Dạ em sinh năm 94. Tháng 7 năm. Tính tuổi âm là em sinh năm 93 mới đúng. Tại vì em đẻ 27 Tết. Còn Dương là sang Còn Dương là qua tháng 2. Dạ. Anh thường ở cơ quan mình có đi giao lưu với bạn bè nhiều không? Tính chất công việc của anh là hầu như là nhiều lắm. Mà anh thì nhậu cũng nhậu được. Ý là mình có thời gian với gia đình không? Thời gian gia đình thì có thời gian nhiều với gia đình lắm. Nhậu nhiều cũng nhiều nhưng mà anh hạn chế được nhiều. Dạ. Ngon không? Dạ ngon chị. Nãy giờ ăn thôi là lo ăn không hay là lo nói chuyện hay là nói chuyện mà quên ăn? Dạ cả ăn cả. Em thấy anh cũng ít nói toàn em hỏi không à. Vậy á hả? Ừ. Ở No Food này là mình có thể gọi order, ta ship tới tận nơi cho mình luôn. À, có đi chơi đâu đó, đi picnic rồi gọi đồ ăn đem theo cũng tiện đúng không? Rồi thế bây giờ trò chuyện rồi, ăn uống rồi. Bây giờ hai bạn hãy chơi một cái trò chơi trước. Bây giờ trên tay chị Tường là có những cái câu hỏi. Hai bạn sẽ mỗi người bóc ra một lá thăm. Nếu như trong này có yêu cầu cái gì thì hai bạn sẽ làm cái đó, được không? Mời em. Nụ hôn đầu đời của em là với ai?
năm bao nhiêu tuổi mà ở đâu? Nói thiệt nha, dạ với bạn bạn trai cũ. À, lúc đó em 19 tuổi ở một quán cà phê, hồi đó em làm phục vụ bàn thì anh cũng làm ở đó. Vậy là hung trộm. Dạ đúng rồi, hung trộm đó. Lén hung không đầu đời nhớ dai lắm. Rồi mời em. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Hơn là chị. Em ai biết đâu, em làm gì mà cô e cổ phải thấy lãng mạn, cô phải vừa ý chứ. Anh món nhà hàng này anh đó. Được không? Vậy lãng mạn không? Được không? À, nãy giờ được ăn uống, trò chuyện, cũng chơi, giao lưu với nhau vui rồi ha. Bây giờ là cái giây phút quan trọng nhất. Chị Tường muốn hai bạn hãy thành thật với nhau, nhìn thẳng vào người đối phương của mình, nói gì đó nó chân thành nhất, cảm nhận như thế nào về người đó. Mời bạn trai nói trước. Đây là lúc mình nói lòng mình đang nghĩ gì, mình mong muốn điều gì, hay là mình cảm nhận về cô ấy như thế nào. Qua cuộc gặp hôm nay thì đối với anh á, là cái cuộc gặp đầu tiên nó quan trọng lắm. Tuy chưa tiếp xúc nhiều á, mà cái ấn tượng đầu tiên của anh là như có một cái giác quan thứ 6. Mời em. Đối với em thì một người đàn ông là phải có trách nhiệm. Thì lần đầu tiên mình gặp thì cảm giác là anh thì là người chững chạc. Còn những cái vấn đề sau đó thì mình phải tiếp xúc nhiều hơn thì mới biết được. Mặc dù là đến với chương trình thì có không quá nhiều thời gian, nhưng mà chị Tường nghĩ vẫn đủ để chúng ta, giống như là bạn trai nói, đó là một cái giác quan thứ 6 của mình, một cái cảm nhận. Nếu thật sự chúng ta rung động và nghĩ rằng đối phương có thể là một nửa ta đang tìm kiếm thì ta bấm nút hẹn hò. Nếu như cảm thấy ta không rung động, không bấm. Bởi vì có rất nhiều người đang theo dõi chương trình này ở ngay giây phút này. Bấm hay không là quyền của các bạn. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại. Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đồng ý chúng ta bấm mạnh vào nút, nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3. Tại sao bạn trai lại không bấm? Em lúc đầu em gọi đó cái giặc quan mình mới gặp đầu. Xem em hay như em gái của mình thôi. Đó là sự rung cảm của mình chưa có. Rồi mời hai bạn đứng lên. Cảm xúc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Thì em thật ra em cũng hơi thất vọng vì bạn em không có bấm. Nhưng mà cái đó là quan điểm của mỗi người thôi. Không sao, thì mình phải tôn trọng. Rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, biết đâu sẽ có một anh chàng nào đó bấm nút dành cho bạn. Và trước mắt là các bạn đã nhận được mỗi người một cái voucher. Đây là một cái suất tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Các bạn được quyền tham gia chương trình này một lần nữa. Biết đâu các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Ngoài ra các bạn còn nhận được một cái voucher giảm giá 30% khi đến ăn uống tại chuỗi nhà hàng Aori Ramen. Đến đây là một cái không gian rất là lãng mạn, ta ăn uống, trò chuyện, có thể dẫn gia đình của mình đến hoặc là bạn bè của mình đến đây để mà ăn uống vui chơi với nhau. Thưa quý vị, mặc dù là hai bạn đã không có đồng điệu với nhau và không có cùng bấm nút, nhưng mà không sao cả. Biết đâu thì các bạn sẽ còn một cơ hội nào đó. Như các bạn nào đang theo dõi chương trình mà muốn kết nối với hai bạn này thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Và những bạn nào vẫn đang lẻ loi, mong muốn tìm một nửa yêu thương của mình thì cũng hãy mạnh dạn lên, tự tin lên, đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Biết đâu chúng ta sẽ có một cặp nha quý vị nhé. Và bây giờ thì các tôi xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.